Mời bạn lắng nghe podcast điểm tin ngày 14 tháng 9 của báo Tiền Phong. Sau đây là nội dung chi tiết. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cập nhật số liệu báo cáo đến sáng 14 tháng 9. Tình hình thiệt hại do mưa bão và lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục gia tăng ở mức kỷ lục. Tổng số người thiệt mạng và mất tích đã tăng lên 345 người, trong đó 262 người thiệt mạng và 83 người mất tích. Ngày 14 tháng 9 tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, mực nước trên sông Hồng đã giảm mạnh. Lực lượng quân đội và công an bắt đầu triển khai các phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích và phương tiện bị rơi xuống sông. Trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ sập cầu, Đại tá Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nước sông Hồng rút, tốc độ dòng chảy đảm bảo yêu cầu, lực lượng Lữ đoàn Công binh 249 Binh chủng Công binh sẽ điều các phương tiện đặc chủng đến vị trí và tiến hành lắp cầu phao. Ngày 14 tháng 9, nguồn tin cho biết bà Trần Thị Nam Thư, diễn viên Nam Thư 37 tuổi, ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, đã đến thành phố Đà Lạt làm việc với cơ quan chức năng địa phương liên quan đến việc diễn viên này tố cáo hai homestay phường 8 và phường 9 làm lộ hình ảnh của người này khi lưu trú tại địa phương. Trước đó vào tháng 8 năm 2024, nữ diễn viên Nam Thư có gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt liên quan đến một tài khoản mạng xã hội tên ZD làm lộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cùng một số thông tin liên quan đến đời tư. Liên quan đến clip nam sinh Hà Nội bị bạn đánh ngay giữa lớp học khiến dư luận xôn xao mới đây, Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Hoàng Diệu đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Nhà trường cho biết, sau sự việc học sinh lớp 10A2 là NVTH đánh bạn VMD trong giờ nghỉ, nhà trường đã yêu cầu học sinh H làm bản kiểm điểm, tường trình sự việc, cũng như cam đoan không tái diễn hành động đánh bạn. Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Hoàng Diệu cũng đã mời phụ huynh hai em tới làm việc. Phụ huynh em H đã xin lỗi và phụ huynh em D chấp nhận lời xin lỗi. Phụ huynh em H cho biết sẽ phối hợp cùng gia đình em D để xử lý sự việc và chịu trách nhiệm trong trường hợp em D có vấn đề về sức khỏe. Trải qua chặng đường dài gần 2.000 km, cơn bão Yagi, bão số 3, hôm nay 14 tháng 9 vẫn còn tàn dư và đang hồi sinh thành một áp thấp nhiệt đới trên vùng biển của Bangladesh và đang tiếp tục gây ra thời tiết xấu ở khu vực này. Dự kiến hệ thống áp thấp này có thể tồn tại trong khu vực đất liền của Ấn Độ trong vài ngày tới trước khi suy yếu dần. Một cơn bão khác có tên Bebinka dự kiến tiến gần đảo Amami ở phía tây nam Nhật Bản vào tối 14 tháng 9 theo giờ địa phương, theo cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA. GMA cũng cảnh báo bão Bebinka sẽ gây ra gió lớn, sạt lở, lụt lội và sóng cao, đặc biệt là ở tỉnh Okinawa. Sức gió dự kiến đạt 162 km/h ở Amami và 126 km/h ở Okinawa vào ngày 14 tháng 9, cùng với sóng cao 8 m ở Amami, 7 m ở nam Kyushu và 6 m ở Okinawa. Vào lúc 18:30 tối nay 14 tháng 9, MU đấu Southampton trong khuôn khổ vòng 4 ngoại hạng Anh. Dù giải đấu mới đi qua 3 lượt trận, nhưng áp lực đã gia tăng với huấn luyện viên Erik ten Hag khi Quỷ đỏ chịu đến 2 thất bại, trong đó có trận thua mũi mặt 0-3 trước Liverpool. Trước chuyến làm khách Southampton, vị thuyền trưởng người Hà Lan thừa nhận MU phải cải thiện kết quả bằng những chiến thắng nếu muốn ghế ở Old Trafford. Những thông tin trên đã kết thúc nội dung chính của podcast điểm tin ngày 14 tháng 9. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.